Sai đi là gì? Là bài hay là gì? Là gì? Là gì? Suy nghĩ rất kỹ nha. Chia ra màu. Những kẻ quay này của em sẽ đăng lên mạng xã hội và em sẽ thành trò cười. Public. Thế là cái kẹp là như thế nào, điểm nhấn hả? Nó đang bị vỉnh lên đấy, mình bị kẹp cho nó. Cô Di rất là đẹp trai. Cô Di đẹp trai đúng không ạ? Mọi người thấy cô đẹp trai có khen cô Di đấy. Nam Vương. Khen cô Di đi nha mọi người. Nam Vương. Nam Vương. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Hả? Không sao. Giờ nhập vai rồi, đổi vai, không theo kiểu kia. Không theo. Không. Lâu lắm, còn lâu lắm. Có thấy đang thấy này. Sao? Chị có một câu hỏi nè, chị thấy hết rồi. Cái chính là chị biết rồi. Nhưng mà bây giờ chị cần một sự cần phong. Một sự ở chung nhà. Không. Đấy đấy. Rồi hãy cho chị một sự cần phong xác định nhẹ coi là mối quan hệ này là gì. Mối quan hệ này là gì? Nói đi. Chị thấy từ trước rồi nhưng chị chưa có hỏi. Nope. Như nào phải nói? Phải nói. Thôi yêu đắm say yêu đắm đuối. Thôi thì impossible nói đi nào. Say đi không nói rồi. Đàn ông, mình là đàn ông mình phải nói giùm. Say đi là gì? Là bạn hay là gì? Là gì? Là gì? Suy nghĩ rất kỹ nha. Say đi là gì? Sao mình phải nói đúng không? Không, lúc này đàn ông mình phải nói. Yêu là phải nói. Yêu đuối. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel. Chưa bao giờ mất tin như thế này. Sai đi cũng đang muốn nghe câu trả lời từ em đấy. Sai đi á? Say đi cho em câu trả lời mà chứ không phải là em không xác nhận này thì mình phải xác nhận nè. Chia ra màu rồi. Chia rồi. Những kẻ quay này của em sẽ bị đăng lên mạng xã hội và em sẽ thành trò cười. Public. Chị phải che mặt em nhá. Chị chừa cái miệng em ra thôi. Nói đi. Nói nè. Là gì? Is. Is the Disney. Is who? Là bạn em. Ai ốt không? Chỉ là homie. Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Là thẳng quá bạn. Để rồi xem. Không có sự xác nhận đó thì là mình sẽ phải hối hận đấy. Tất cả những thứ gì người ta nhìn thấy, người ta sẽ nhìn thấy và người ta đã và đang nhìn thấy rồi. À không, đừng nghe impossible nói gì hết. Tại vì điều mọi thứ đều không đúng như những gì mọi người đang thấy đâu. Không, nó đúng y chang chứ nó không khác một miếng nào. Nhà trai đâu? Quán viên hay họ? Em đại diện cho nhà Possible. Quán nhà trai? Sao hỏi đại diện cho nhà gái? Thế quán viên hay họ có thể nói gì mối quan hệ của hai cháu không? Chứ bây giờ hai cháu không nói. Tình hình
hai bên thì cũng nói chuyện với nhau qua loa và hai bên cũng khá là ưng. Khá là ưng cháu Pop. Cháu Pop luôn là một cái gì rất là tinh thần đối ở gia đình nhà mọi người. Xanh chín, xanh chín, khá là xanh chín. Xanh chín, xanh chín. Không biết là nhà cháu Pop thì suy nghĩ gì ra đấy, là cháu Sunny nhà tôi hy vọng là không về cho luôn bé làm ô xin được. Ngày nào về cháu cũng giúp bác sang đi sang luôn. Tôi thấy là tôi sao không bao giờ gặp được cháu thầy gì chỉ gặp được mỗi ông này nhé. Thế là con em này kiểu hai ông bạn già ngồi nói chuyện nhau kiểu bạn già. Thế là cả hai nhà đều ok hết, hai cháu tới phải không? Ok luôn đấy. Hai cháu 50-50 đánh sổ số này đúng không? Lô tô rung bà. Ok. Anh Phong rất tình cảm luôn, chồng ấy ôi, chồng thiệt vinh em là ngủi đuối. Ờ, em không ngủi đuối hay ngủi. Ờ, hay ngủi ở đâu, buồn. Em gian lọc mình trong bóng đêm phải không? You say oh. Tiếp tục vào sau đây. Thấy không? Cặp đôi kiểu vợ giận chồng. Vợ giận chồng. Vợ giận chồng. Vợ giận chồng với cái chồng chiếu spotlight. Sao vậy? Là một người không thể phát ra được gì. Lên nha. Không được tiền. Chị hứa là chị sẽ dựng nó thật kỹ và để nó lên. Của em sẽ đợi, của em sẽ thôi đúng. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và Happy giải trí. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Có chấp nhận. Ủa, Hà ơi. Em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Con nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.